chính phủ Bình Nhưỡng có liên hệ trong vụ tấn công đại sứ Hoa Kỳ ở Nam Triều Tiên. Cảnh sát Nam Triều Tiên hôm thứ Sáu cho hay họ đang tiến hành cuộc điều tra về những liên hệ có thể có giữa chính phủ Bắc Triều Tiên và một người đàn ông đã tấn công đại sứ Hoa Kỳ tại Hán Thành. Cảnh sát trưởng John No, ông Chu Ki John nói, nghi can có thể bị truy tố về nhiều tội trạng. Về nghi can Kim Ki John, trước tiên chúng tôi dự định truy tố anh ta về tội mưu sát, bạo động nhắm vào một đặc sứ nước ngoài và cản trở công tác chúng tôi cũng sẽ cứu xét thêm liệu các hành vi tội phạm của anh ta có vi phạm luật an ninh quốc gia hay không dựa vào kết quả cuộc điều tra. Phát biểu từ xe lăng, nghi càng Kim Chi Tròn nói với các phóng viên rằng Bắc Triều Tiên không dính líu gì đến vụ tấn công đại sứ. Đường sự nói không nhận được mệnh lệnh nào và khi ký giả hỏi anh ta có liên hệ gì với Bắc Triều Tiên hay không thì anh ta đáp rằng điều đó là vô lý và nói rằng anh ta đang đau đớn. Cảnh sát cho hay đã có lệnh khám xét nhà và văn phòng của hung thủ. Nam Triều Tiên lên án Bắc Triều Tiên về nhận định cho rằng vị đại sứ đáng phải gánh chịu những gì đã xảy ra bởi vì những vụ thao diễn quân sự giữa Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên. Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên Lim byung Cho nói, điều này đặc biệt chứng tỏ những lời tuyên bố của Bắc Triều Tiên nói rằng họ chống lại các hành động khủng bố là hoàn toàn giả dối. Thủ tướng Nam Triều Tiên đã nói chuyện với các phóng viên sau khi đi thăm đại sứ Mark Lippert ở bệnh viện hôm thứ Sáu. Ông cho biết, Tổng thống và nhân dân Nam Triều Tiên lo ngại về tác động của sự việc đối với mối quan hệ lâu dài giữa hai nước. Ông nói, tôi đã nói với đại sứ Lippert rằng, tôi hy vọng liên minh giữa Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên có thể sẽ bền vững hơn qua xúc tác của vụ này. Khi một ký giả hỏi ông đại sứ đã nói gì, Thủ tướng Nam Triều Tiên đáp lại rằng, cơ bản, ông đồng ý với điểm này và đó là điều không còn gì phải nghi ngờ. Ông Liebert đã viết trên trang Twitter rằng ông và gia đình rất xúc động trước sự hỗ trợ ồ ạt và ông sẽ sớm trở lại làm việc để thúc đẩy ban giao giữa Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên. Các bác sĩ đã phải khâu đến 80 mũi để chữa vết thương ở mặt ông, đại sứ và phải tiến hành phẫu thuật để chữa thương tích gân và thần kinh cánh tay của ông.